chào tất cả anh chị và các bạn đang đến với chương trình của Shoptool. Hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2017, Shoptool vừa về hai cái biến thế cách ly hàng nội địa Nhật, cực kỳ xịn luôn. Cái dòng này thì thường dùng cho gia đình hoặc là xưởng. Công dụng của nó là gì? Biến thế từ điện 220V ra tất cả các loại điện ở đây. Ví dụ như đây là AC 100V nè, ra 100V, 100V, 100V. Ở đây ra dòng nhỏ, này 250V, này cầu chì, 4 cái cầu chì. Đây là 200V. 200V này á, là khi mà sử dụng những cái máy nội điện Nhật mà nó hay bị TT hay là những cái dòng máy mà nó bị mát á, thì bảo đảm mọi người là không bao giờ bị tình trạng là bị giật. Nên là nó biến thế cách ly mà. Đây là hai cái CB, rồi 4 cái cầu chì. Máy này biến thế là cực kỳ an toàn cho người sử dụng. Mời mọi người cùng xem cái nội thất bên trong. Đây là cái cục chống nhiễu nè, nội cục này thôi là nó đáng giá rồi, đáng giá đồng tiền bát gạo rồi. Thứ hai nó quấn cái biến này là chống nổ luôn, Nhật Lào là chuẩn. Máy này về thì mình chưa có vệ sinh gì hết, chỉ xịt bụi sơ sơ thôi mà nó rất là láng. Tiếp theo là cái vỏ này là vỏ nhôm luôn, nó có thể cấp chống nhiễu. Bộ này mà dùng cho những cái dàn âm thanh nội địa Nhật là cực kỳ tuyệt vời, quá đã luôn á. Rồi hai cái này là hàng cực kỳ đặc biệt và rất là hiếm, chỉ về có hai máy thôi. Shoptool đang bán với giá là 5.500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Xin nhắc lại là mỗi cái này 5.500.000 và cái này 5.500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng điện thoại số 0129 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận để tận mắt chứng kiến toàn bộ bên trong này và mua về sử dụng. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.